nên nhớ kỹ cổ nhân thường nhắc nhở chúng ta người thật sự tu hành bớt việc biết việc ít thì phiền não ít biết người nhiều việc nhiều thì thị phi nhiều vì sao người thật sự tu hành họ phải ở trong núi cách tuyệt với bên ngoài đó chính là biết việc càng ít càng tốt Vì sao vậy? Phàm phu quý vị sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối Lúc không bị chi phối Đó là định lực tương đối khác Tương đối có công phu Định lực này không nhất định là phải ngày ngày xếp chân diện bích Không phải vậy Không bị cảnh giới chi phối là thực sự định lực Thực sự công phục đó gọi là thiền định Xếp chân diện bích Đó là sơ học Thực sự đắc định rồi Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định Trên kinh Phật có hai câu nói Phật thường nói Na già thường tại định Vô hữu bất định thời Thiện tài đồng tử 53 lần tham học đều ở trong định Không bị cảnh giới bên ngoài làm chi phối Đạo lý này nhất định phải hiểu được Nhất định phải học tập Sự thù thắng của tình tâm Chúng ta học tập học đến trình độ nào cũng không sao Học đối với bản thân nhất định có điều tốt Mà pháp môn này Sự tu học này sở dĩ gọi là pháp môn phương tiện Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là pháp môn phương tiện Phương tiện của phương tiện Phương tiện thù thắng Nhất là một câu danh hiệu Một câu danh hiệu bốn chữ a di đà Phật này Trong cuộc sống hàng ngày Từ sáng đến tối Luôn luôn nghĩ đến a di đà Phật Những việc khác đều không nghĩ đến nữa Tôi mỗi ngày đọc kinh Đến nơi này chia sẻ cùng các đồng học Sau khi đọc kinh xong Kinh quyển vừa gấp lại Quý vị nếu như hỏi tôi đọc những gì Tôi đều không biết Trong tâm chỉ có a di đà Phật Không hiểu nữa Quý vị hỏi tôi tôi đều biết Quý vị không hỏi tôi tôi hoàn toàn không biết Đến nơi này tôi chia sẻ cùng mọi người Kinh quyển vừa mở ra tôi liền biết Tôi nói xong rồi, hỏi tôi giảng những gì, tôi đều không biết đây thật là mấy mươi năm đều là như vậy trong tâm luôn sạch sẽ nếu như trong tâm vẫn nghĩ đến những thứ này thứ kia vậy thì phiền phức rồi mệt chết đi được